Yeah. Than it is pregnant. Yeah. Bắp xào, bắp xào. Do you want may nhiều người ít trong trong vui cùng pháo to xinh. Xin chào mọi người đang xem tép cuộc sống Mỹ nha. Hôm nay là tép được đi hội chợ Tết sinh viên. Thì tép để cái địa chỉ ở đây ha, chia sẻ với mọi người. Nếu mà ai ở gần gần đây, nếu muốn đi thì đi sớm đi, tại vì cũng sắp hết rồi. Cái ngày hôm nay là tép quay, ngày mai là tép chia sẻ với mọi người liền á. Thì đi hội chợ Tết sinh viên này á, đứng xếp hàng á là tổng cộng sơ sơ là gần 2 tiếng đồng hồ để xếp hàng. À, còn cái lúc mà ban đêm thì không có người xếp hàng, nhưng mà lúc sáng thì rất là đông nha, tại vì buổi sáng nắng ấm rồi mình chụp hình được này nọ các kiểu thì được đẹp hơn. Vì vậy là có rất là nhiều người đi buổi sáng, mình xếp hàng hơi lâu, và khi mà đi vô đây á thì trang trí rất là đẹp nha. Mình mỗi cái góc như vậy á, mình chụp hình á thì sẽ có những em sinh viên tình nguyện để mà đứng đó, rồi mình đưa cái điện thoại hay đưa máy chụp hình cho người ta, rồi người ta chụp cho mình đó. Thì đi vô hội chợ Tết này thì mấy năm trước tép có đi, nhưng mà 3 năm rồi thì phải, từ lúc mà dịch bệnh Covid á thì tép không có đi, nhưng mà năm nay đi lại á, cảm thấy rất là vui luôn. Và trang trí cho ngày Tết Việt Nam của mình á, rất là hoành tráng, kiểu giống như trang trí rất là đẹp. Rồi bà con cô bác của mình á, ai cũng mặc áo dài nhìn rất là dễ thương luôn. Khi mà nhớ tới Việt Nam á, thì đi đến đây á, tép cảm thấy là có nhiều món ăn ngon nha. Cái điều trước tiên tép phải nghĩ đến đó là có nhiều món ăn ngon. Cái điều thứ hai là trang trí rất là đẹp. Ai mà thích chụp hình giống như tép á, thì có thể đem cái máy chụp hình theo, chụp góc nào cũng được hết, cũng thấy Tết Việt Nam của mình hết á, nó ở đâu cũng rất là đẹp. Và tép thấy ai đi ra cũng cầm một cái bình nước như thế này nè, năm nay là năm con mèo, vì vậy là tép mua cái bình nước con mèo này. Một cái bình như vậy á, là 20 đồng, 25 đồng như vậy, tép quên, 20 hay 25 gì đó, mà mình có thể refill, mình uống hết cái đó mình quay lại mình lấy cái khác, người ta sẽ đổ đầy bình cho mình. Ở trong đây có nhiều món ăn ngon lắm mọi người ơi, nhìn xung quanh cái hả, đi vòng vòng không biết ăn cái gì luôn á. Có ăn đâu rồi? It was the reason it is cathartic is because like I want. Thịt nước, xin mời mọi người ăn thịt nước. Em nhào. Anh Bập bạn ăn thịt nước. Vô trong đây là thích nhất mấy món ăn Việt Nam á. Xung quanh đây muốn ăn món gì cũng có hết. Ngon không? Dạ. Yeah. Không có bàn ghế. Thank you.
mày vô. Anh ơi, anh đang xếp hàng làm gì đó? Mua mực. Mua mực. Mua mực nướng. Vô trong đây là chỉ có ăn thôi. Ăn, ăn và ăn. Tại vì biết sao không? Hai vợ chồng mình là heo. Mỗi ngày cứ nghĩ tới đồ ăn không? Bây giờ là Tép đang đứng ngay cái chỗ Korean Barbecue để mà mua mực nướng. Thì ở chỗ cái quầy này họ bán có bán sườn bò đại hàn nướng rồi nữa mọi người. Nhưng mà cái mực nướng này là đắt nhất. Cái bát này bác cứ nướng liên tục, kiểu như là lật qua lật lại, lật qua lật lại mà nướng liên tục luôn nha. Rất là đắt. Khi mà mình mua là có cái số rồi, mình đứng chờ cũng lâu lắm mới tới là lượt của mình. Một con ở vậy là chỗ này bán 20 đồng một con, có hai vị nha, một cái vị cay với lại một vị là teriyaki. Thì thịt này Tép không mua ở đây nên không biết cái mùi vị nó làm sao và giá cả nó như thế nào nữa. Từ bữa giờ Tép rất là bận, vì vậy là không có thể đi ra chỗ Phước Lộc Thọ nè, rồi đi chùa này nọ để chia sẻ, quay lại chia sẻ với mọi người là ok, người Việt của mình bên này ăn Tết có lớn hay không. Và bắn pháo bông, bắn pháo hoa chứ, bắn pháo hoa rồi này nọ rất là nhiều luôn, nói chung là rất là vui. Nhưng mà Tép bận quá nên là không có thể đi quay được. Rồi chợ đêm Phước Lộc Thọ rồi này nọ các kiểu rất là vui nha mọi người, bán nhiều đồ ăn cũng giống như ở đây vậy nè. Anh Mập anh đang đứng anh hỏi coi cái mực của mình có chưa, nhưng mà người ta bán đắt quá là chờ nãy giờ rồi nhưng mà vẫn chưa tới lượt mình. Cái bát này bác cứ nướng rồi bác bỏ lên bác cắt hoài nhưng mà vẫn chưa tới cái lượt của mình nữa mọi người ơi. Nhìn con mực nó rất là hấp dẫn luôn ha, mà từ màu sắc đứng đây quay mà kiểu nuốt nước miếng ực ực luôn. Ở trong đây có những cái trò chơi chơi cũng vui lắm á mọi người. Bàn ghế người ta ngồi hết rồi, lâu lâu á mình đứng mình chờ mới có bàn của mình. Ok, bây giờ có mực rồi nè. Dạ không vậy? Is this one mine? Yeah. Wow, thank you. This is all, you guys only got square? Sorry, man. She wants a bite. You want a bite of square? What do you mean? Give her a tiny bite. Okay. So she knows what it is. Alright, I'll tear off a piece. Here, you guys no, take no, some. No. I won't be able no, to eat it all. I'm not really a fan of squid. Really? You're not a fan of squid? Not really. It's okay. Not really. Okay, I'm going to bite a piece for now. Thank you. Oh my God, he's going crazy. Cái vé mà đi vô trong đây á, là nãy giờ Tép đi chia sẻ với mọi người, cái vé là 8 đồng cho một người. Nhưng mà vào cái giờ nào đó Tép không nhớ nha, thì mình mặc áo dài mình đi vô là được miễn phí. Và mấy cô, mấy chị, mấy em nhỏ mặc áo dài rất là nhiều. Và trong đây trang trí những cái chỗ như thế này nè, theo phong tục Tết Việt Nam, thì để cho mọi người chụp hình rất là dễ thương. Trong đây những cái món ăn Việt Nam cũng nhiều nữa, bánh tráng trộn, bánh mì nướng muối ớt, rồi hộp vịt lộn, rồi nước mía, nói chung rất là nhiều. Thôi bây giờ mua cái bánh kẹp ăn nè, cái bánh này Tép rất là mê luôn á. Ngon không? Ngon hả?
I'm Joseph. I'm gonna breathe in the food. Mình đi vô đây để mình lấy cà phê miễn phí để uống nha của McDonald's. Yes. Hi. Ah, I think a mocha wraps. Okay. Thank you. Cheers. Yo. How do you feel? Yo. Vui lắm nha. Các bạn nhìn thấy không? Bye bye. Hẹn gặp lại năm sau.